Konnichiwa, Annyeonghaseyo tất cả mọi người. Hôm nay là cuối tuần, mọi người có đi đâu chơi không? Hôm nay á mọi người, bởi vì là cuối tuần cho nên là mình quyết định là mình sẽ đi bộ ở đằng sau cái khu nhà của mình á, để xem có gì hay hay không, là quay cho mọi người coi luôn á mọi người. Và khi mà vừa mới bước ra ngoài thì mọi người nhìn nè, có con chim bồ câu nó đi ngang qua đường á, và nó không có sợ mình luôn, mình đuổi nó cũng không thèm chạy luôn á mọi người. À, và bây giờ là đang là mùa hè á, cho nên đó là ở gần nhà mình nó có rất là nhiều cái hay hay á, mình sẽ cho mọi người coi nha. Không biết là ở Việt Nam có giống vậy không, bởi vì á là mình ở kiểu vùng ngoại ô á mọi người, cho nên là cạnh nhà của mình nó cũng hơi gần lắm, nó sẽ có mấy cái ruộng người ta trồng lúa này mọi người. Và mọi người có thấy cái gì không, mình nghe đồn đâu á là mấy cái con tôm đất này nè ở Việt Nam nó mắc lắm luôn á, đúng không? Mà sao ở đây á mọi người nó bơi đầy ở dưới mấy cái chỗ mẹ cái ruộng luôn á, mà đâu có ai thèm bắt nó đâu mọi người, khó hiểu thật sự luôn á ha. Đây nè, rồi còn có mấy con cá nó bơi lội tung tăng này mọi người. À, và ở gần nhà mình còn có một cái cầu á, và ở cái cầu đấy á thì nó có cái con quỷ này nè. Bây giờ mình sẽ để mình quay cho mọi người coi nha. Ở dưới cái sông này á mọi người, nó có rất là nhiều mấy con ba ba luôn á, với lại mấy con rùa. Mọi người có thấy cái con rùa kia nó đang bơi bơi ở chỗ cái rong kia không mọi người? Đấy, mọi người thấy không? Mình zoom cho mọi người coi đó. Buổi chiều á mọi người, mình thích cái cảm giác á mà đi ra cái chỗ đằng sau nhà mình á, xong đi dạo dạo lắm, bởi vì nó mát lắm kìa. Với lại á bây giờ đây là mùa hè nên cũng có mấy bạn mà đi đánh bóng chày á, đánh cũng gần gần nhà mình đây nè. Bữa nào mình sẽ dẫn mọi người đi coi mấy cái ông đánh bóng chày nha, để cho mọi người coi á, lại có giống như trong phim Doraemon không nha mọi người. Nè, ở phía bên này nè, nó sẽ có là một cái con kia, là cái con hải ly á, hay là con rái cá mọi người. Hôm trước á, lúc mà mình đi cái chỗ mà Viện Hải Dương Học á, mình có quay cái con rái cá, con bắt cá cho mọi người coi á, đó là ở trong Viện Hải Dương Học đúng không? Còn bây giờ là mình quay cho mọi người coi là ở ngoài thiên nhiên luôn nè. Cái con quỷ này nó mập như con heo luôn á mọi người, đây nè, nó đây nè. Bây giờ mình quay qua bên đây nè, thấy mọi người thấy chưa, nó bơi ở dưới cái sông kìa mọi người. Con này á là giống như nó quản lý nguyên cái khu bờ sông này hay sao á, mà mỗi buổi chiều á khi mà mình đi ra ngoài đây á mọi người, mình đi bộ hay mình đi chơi vòng vòng cho nó mát á, là mình đều bắt gặp cái con quỷ này hết á, nó mập lắm kìa. Ở trên mình đứng ở trên cầu á nên nó cao quá à, nó ở dưới bờ sông á mọi người. Thấy mọi người thấy không, mà cái con nó cute dã man luôn á nha. Ngày nào mình đi mà mình cũng gặp nó là nó đi bắt rùa hay là đi bắt cá gì ở đây nè, bởi vì cái tướng của nó mập lắm. Ở trong video mọi người nhìn đó thì nó không có mập mấy đâu, nhưng mà ở ngoài đó, nó mập như một cái con heo luôn mọi người. Đây nè, nó chuẩn bị nó bơi qua nó đi bắt cá cho mọi người coi này. Đấy, mọi người thấy chưa, nó lặn xuống kìa, nhìn nó ảo ma chưa. Cái con này là gọi, mình hay gọi nó là cái con rái cá mập đó mọi người, bởi vì là chiều nào mình cũng gặp nó hết á. Nó có thêm hai con nữa cơ, nhưng mà hôm nay là mình gặp mỗi một đứa thôi. Bữa nào mình đi mình me á, mình quay nguyên cái gia đình đó cho mọi người coi nha. Mùa hè với mùa đông á, nó cứ như là hai cái thái cực mà nó hoàn toàn trái ngược nhau luôn đó mọi người. Hồi mùa đông á thì cái chỗ này là nó trắng xóa luôn, toàn là tuyết với là tuyết thôi. Còn đến mùa hè thì là trăm hoa nó đua nở luôn nè mọi người. Mà đây không biết là cái hoa là cái cỏ nữa. Đây là cái hoa cúc nè mọi người. Cái này nhìn nó cứ như là cái lúa mạch ấy. Mọi người có biết là cái lúa mạch không? U lại trời ơi, xong rồi cái đang đi chơi là mình gặp một cái hiện tượng rất là lạ luôn đó mọi người. Ôi trời ơi, đây là cái gì đây? Đây chính là một cái bịch mà là cái bịch chi hả, là cái bịch phô mai. Không biết ai lại mang cái bịch phô mai ra ngoài đây mà vứt thế này ta. Trời ơi, mẹ tự nhiên đang đi chơi mà lượm được cái bịch phô mai này thì quá là hên rồi, mang về nhà nấu ăn luôn. Ủa, xong đi một đoạn nữa là thấy một cái giống như là một cái bụi hoa cẩm tú cầu, nó đẹp quá trời đẹp luôn nè mọi người. Đây là cái hoa nó có thể đổi màu được á, buổi sáng thì nó một màu, buổi chiều một màu, là buổi tối một màu khác nhau mọi người. Đấy, người ta hay gọi là hoa đổi màu hay là hoa cẩm tú cầu á. Hoa cúc thì cũng quá trời luôn. Xong đây nó có cái bụi hoa này mọi người, dễ thương cute không? Ui là trời ơi, có cái bịch khoai ai mới để xuống cái bãi cỏ vậy? Thôi thì mình thấy mình khoai đứa nào mới bỏ xuống bãi cỏ thì mình lượm về thôi mọi người ơi. Vậy là mọi người đã đoán ra được chưa, hôm nay là đi chơi rồi còn có là chiến lợi phẩm để mang về đó mọi người. Mình thì mình lượm được đó là một cái bịch khoai với lại là một cái bì phô mai, thì mọi người đã biết mình làm cái món gì chưa. Ôi hôm bữa này mình có coi trên TikTok được một cái clip đó là khoai tây phô mai rất rất là ngon luôn. Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu ăn luôn nha. Mới đó cái mà chui về nhà rồi mọi người. Đầu tiên là phải bỏ khoai vào rửa nè. Rửa xong thì làm gì? Rửa xong là mình sẽ bắt đầu mình gọt nó. Chu cha mọi người ơi, mình là kiểu mình có thù với mấy con dao á, cho nên mỗi lần mình gọt á là mình cũng sợ lắm luôn á nha. Bây giờ thì biến hình nào.
cái gì mà ẻo bé quá vậy. Xong mình sẽ bỏ nó vô cái tô và sau đó là mình sẽ mang nó vào cái lò vi sóng để mình quay nó nha mọi người. Mình sẽ quay nó là trong vòng 4 phút á. Trong lúc á mà mình quay cái khoai của mình á thì mình sẽ kiểu mình sẽ bọc cái thớt của mình á bằng cái dạng như là cái giấy bọc thực phẩm này nè, bởi vì mọi người biết sao không, mình không có cái bì túi zip á mọi người, nên là mình phải bọc nó lại để chút nữa mình bỏ khoai á, với lại bỏ phô mai vào đấy để mình ép nó thành cái cây. Sau một khoảng thời gian thì đây rồi, cái khoai của mình nó đã chín rồi mọi người. Trời, mọi người thấy siêu đầu bếp nấu ăn đúng là danh ngọc lẹ chưa. Mình sẽ mang cái khoai của mình ra, sau đó là mình sẽ bỏ vào đấy là phô mai nè, với lại mình sẽ bỏ vào đấy là một ít đường, với lại là một ít cái bột này gọi là cái bột gì ta, đây là cái bột mà dạng như là cái bột mà làm bánh bao á mọi người, bởi vì mình không có bột bắp á nên là mình bỏ cái bột đấy. Sau đó thì mình sẽ dùng cái bàn tay của mình để mình nhào nó nha, mình nhào nó để cho tất cả cái hỗn hợp này nó bằng nhau, à đâu không phải nó bằng nhau mà là để cho tất cả cái hỗn hợp của mình á nó hòa trộn vào với nhau. Sau khi á mà nó kiểu khô khô như vậy là được rồi nè mọi người, nó đều là được rồi đó. Theo như là cái kinh nghiệm mà siêu đầu bếp bao nhiêu năm của mình á thì mình nghĩ như vậy là được rồi. Sau khi mà xong á thì mình sẽ lấy nguyên cả một cái cục bột bự ơi là bự này, mình sẽ cho nó ra cái thớt mà hồi nãy mình đã bọc cái giấy rồi. Sau đó là mình sẽ bọc một cái lớp bóng bậy lên trên, rồi mình sẽ lấy cái đồ mà để giống như là đây gọi là cái đồ gì ta. Đây á, là mình sẽ cán nó, cán cho nó bẹp ra vậy là được mọi người ơi. U là trời ơi, sao mà làm cái này nhanh quá trời luôn á. Mẹ mình thấy á, mình bỏ nhiều phô mai á, mọi người, cái nó bay cái mùi phô mai lên chưa vậy hết là thấy thơm rồi. Sau khi mà xong như vậy rồi á thì mình sẽ lấy dao và mình cắt nó ra. Và thế là cuối cùng mình chỉ cần bỏ dầu vào mình chiên thôi. Vậy là đã được một cái món ăn siêu ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đợi cho cái dầu mình nóng mà mình bỏ hết cái này vô mình chiên cho mọi người coi nha. Không biết là lần này làm theo tấp tóp có liệu có thành công không ta, mà lại còn là đồ miễn phí lượm ở ngoài đường nữa chứ. Thì không biết là cơ hội thành công sẽ là bao nhiêu nhờ. Trời ơi mọi người ơi, vậy là hôm nay ấy, cái mẹ công thức tóp tóp nó không có lừa đảo mình mọi người. Trời ơi cái khoai nó giòn luôn á, mẹ bên trong phô mai nó mềm á, xong nó dai dai kéo ra mọi người đây này. U là chỗ nó ngon lắm luôn, mình thề mọi người luôn. Cái lớp vỏ ngoài ấy, mọi người thì nó vẫn là rất là giòn luôn á. Còn chỉ có là ở bên dưới ấy, mọi người, cái lúc là mình đã giống như là chiên xong rồi nè, cái lớp ngoài cùng nó giòn cực luôn. Còn ở bên trong á thì nó lại dai dai mềm mềm với mọi người. Ý, có bạn nào mà ăn cơm chưa ta? Úi trời ơi, ông nào mà chưa ăn cơm mà coi cái clip này của tôi á hà, thì mà đang đói bụng á hè thì có mẹ nước miếng chảy nhiễu nhiễu dòng 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 luôn á mọi người. Nhưng mà từ từ nha, trước khi mà mình ăn á, ngon quá trời luôn, thì mình sẽ phải pha cái bát nước chấm cái đã. Mình sẽ cho vào đây á, đó là một ít tương cà nè, rồi là một ít tương ớt, với lại là một chút mayonnaise nữa, thì tất cả nó sẽ hòa quyện vào với nhau, nó sẽ ngon hơn. Và tèn tên, đây chính là cái đĩa khoai tây mẹ tóp tóp của mình này mọi người. U là trời ơi, bỏ dậy á, 180 phút tóp tóp không hề là kiểu vô ý nghĩa mọi người ơi. Nó đã giúp mình làm ra một cái món ăn cực kỳ ngon luôn. Và bạn nào á, mẹ nhà mà có khoai tây á, với lại là có phô mai á, thì vào bếp mọi người xong rồi là làm liền cái công thức này đi. Mình đảm bảo mọi người luôn á, trời ơi nó ngon nhức nách luôn á mọi người. Mẹ ta nó xỉu úp xỉu đeo luôn á. Bây giờ thì mình sẽ ngồi mà mình ăn hết cái này là mình khỏi cần phải ăn cơm luôn á, bởi vì nó có quá là nhiều năng lượng rồi. Với lại nó ngon lắm luôn mọi người ơi, ăn hoài á mẹ kiểu là không ngừng cái miệng lại luôn á. Trời ơi cái video hôm nay của mình nó hơi nhẹ nhẹ một tí. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình từ đầu tới giờ nha. Xin chào và hẹn lại mọi người nha. Bye bye mọi người. U là trời ơi, ai mà chưa ăn cơm thì nước miếng chảy dòng dòng nha.